Chào các bạn nha. Kênh mình là kênh ẩm thực 69. Còn bạn là kênh gì? Mình là 286 Vlog. Mình tại mình đang qua kênh của ẩm thực 69 của ẩm thực sinh tồn 69 của Nhàn. Rồi bạn là kênh gì? Mình xin chào khán giả bên ẩm thực sinh tồn 69 nha. Mình là Hồ Trà Vlog. Hôm nay mình sẽ làm một cái video là cắm trại sinh tồn một ngày ở bãi biển. Đây rồi, cho hỏi cái bạn bốc thăm bao nhiêu tiền á? Mình 10k mọi người ạ. Còn bạn bao nhiêu tiền? Mình 30.000. Mình thì 50.000 nha các bạn. Thì 50.000 đưa mấy ngón tay lên đi. Không lên 50.000 không đưa kiểu này mọi người. Đây là bây giờ là mình sẽ cho các bạn coi cái phần mà đồ của anh em mình mua tại ngã tư Hồ Tràm nha các bạn. Thì để coi thử anh em mình hôm nay mỗi người mua được cái gì để mình ăn trong ngày hôm nay nha. Của Hồ Tràm Vlog đây. Của Hồ Tràm Vlog nha các bạn. Thì cái này bạn mua là bao nhiêu tiền đó? 10.000. 10.000 là của bạn là bao gồm cái gì cái gì? Được có 3 con cá. Với hai cái kia là hai cái gì? Cái này là mình dụng cụ mình đem theo để mình tạo lửa mọi người à. Con dao với đồ đánh lửa. Xíu mình tự tạo lửa. Rồi còn đây là hải 86 nha các bạn, Vlog nha. Rồi bạn mua cái này là phần này bao nhiêu tiền? Mình mua phần này thì có 30.000 cá mọi người. Cái này cá sòng rất là tươi luôn. Nói chung cái lợi thế nha các bạn, hải 86 là dân địa phương ở đây họ mua rất là rẻ nha các bạn. 30.000 ở tại ngã tư Hồ Tràm thế này thì nói chung là tầm theo mình khả năng là khoảng có 5 người ăn á, chứ đừng nói chi là một người. Nhưng mà anh Hải anh cũng chưa chịu nữa. 30.000 anh nói là cái này mắc quá rồi. Anh Hải nói mắc quá. Có mắc không anh Hải? Người dân ở đây thì mình mua 30.000 cá tính ra này nó cũng không có rẻ đâu, cũng tầm giá chung mọi người. Thì nói chung là anh chưa chịu. Mọi người vô đánh giá đi, 30.000 cá thế này mà anh bảo là đắt đấy nè mọi người. Đúng không? Nói chung còn đây là phần của mình nha. Mình nói thì mình không biết cả lạ lại thì mình 50.000 đó mọi người. 50.000 bạn đếm cho mình được bao nhiêu con nha bà Hải. Cái này kém bán xương quá. 2 4 6 8. Trời ơi 10 con mọi người. Nói chung là 10 con giọt nha các bạn. Con này là 50.000, nó đâu 5 đồng. Nói chung cái con này là kêu bằng con giọt nha các bạn. Con này 5.000 chứ. Thì thôi để mình coi thử quay video đi mình nghiêng. Rồi đằng đây là nói chung là anh em mình á là bạn Hồ Tràm thì có cách là Hồ Tràm sẽ tự đánh lửa nha các bạn. Còn mình với Hải thì sẽ dùng chung một cái hộp quẹt, một con dao và đây là có một cái hũ muối tại vì anh em mình ăn cá biển thì nó hơi tanh. Nên mình có một cái hũ muối này ăn cho nó đỡ tanh tí nha. Rồi chào các bạn sẽ đón tiếp chương trình của ba anh em mình sinh tồn thế nào nha. Rồi các bạn nha, đây thì mình có gom một số lửa với một số củi với bổi để mình chuẩn bị mình nhấm bếp nha các bạn để nướng cá nha. Còn bên đây là anh Hồ Tràm hả? Đây mình đây. Hồ Tràm đây bạn đang đào lỗ rồi đang làm cái bếp hả? Mình nhấm lửa cho nó khỏi bị cháy lan á. Nằm dưới đây luôn, nó khỏi bay xung quanh. Rồi tuyệt vời. Chắc có lẽ là mình cũng làm theo Hồ Tràm các bạn chứ sợ nhiều khi nó cũng bay ra ảnh hưởng tới cháy. Rồi. Phan ơi, thì nãy giờ mình đi chặt được một mớ cây dương á. Tươi này nè. Nãy mình làm một cái dĩ để mình để lên xíu giọt của mình lên nướng nha các bạn. Đây. Còn bên kia là anh Hồ Tràm đang tạo lửa nha. Để coi thử anh tạo lửa bằng cây tạo lửa như thế nào. Nói chung là nãy thời gian thì mình làm lửa thì được cái bếp rồi nha. Lửa thì bây giờ mình sẽ cho nó cháy để nó tạo than rồi đầu anh em mình với Hải 86 sẽ nướng cá để anh em mình cùng dùng các bạn. Nói chung sáng thì cũng chưa ăn gì. Thì cũng hơi đói rồi. Rồi mời các bạn đón theo dõi để anh em mình nướng ẩm thực cho các bạn coi nha. Nói chung thì mình dễ quá dễ. Mình lấy quẹt mình bật cái một có bếp than rồi các bạn chuẩn bị mình nướng nha. Còn nói chung là Hồ Tràm thì hơi thử thách bản thân tí. Là hồi nãy giờ bạn đánh lửa bao lâu rồi chưa có lửa? Cũng nửa tiếng hơn á. Thì nói chung các bạn theo dõi để coi Hồ Tràm đánh lửa sao để tạo ra lửa nha các bạn. Đây, anh ấy cạo mùng đây. Mùng đây bắt đầu chuẩn bị đánh thôi. Đánh này nó dễ lắm nhưng mà hôm nay mình tạo cái bùi nhùi á, nó có ẩm ướt nên nó khó xíu. Nói chung tia lửa nhiều lắm các bạn nhưng mà nó chưa bắt được nha các bạn. Rồi, có lửa rồi đã. Gió quá.
các bạn, bạn không đặt xuống dưới này luôn nè, xuống dưới lỗ này cho nó đỡ gió. Không thấy à. Nói chung đánh cái này cũng phải thời tiết mà gió nhiều quá cũng khó lắm các bạn. Chứ thấy thì nhiều khi thấy vậy chứ không phải là đơn giản dễ đâu. Cái là Hải 86 các bạn. Anh đang làm gì đó anh Hải? Đang chặt mấy cây để mình sẽ xỏ cá mình xin nướng nha. À. Anh cùng với anh em cho vui. Rồi Hải thì có chặt không? Cây nào mà nó thẳng thẳng cái tươi để nướng không bị cháy cây. À, để xỏ cá vào hả? Để xỏ cá vào để nướng. Rồi. Mình không có cái dĩ hả? À. Hôm nay mình đi kiểu đi cắm trại sinh tồn ở ngoài bãi biển một ngày hôm nay cùng với hồ tràm vlog và ẩm thực sinh tồn 69 nha mọi người. Rồi rồi thì bây giờ anh em mình thì chuẩn bị cây hết rồi, đang mình nướng dở dọp dễ rồi. Còn Hải thì đang chuẩn bị cây để nướng cá. Còn đây là anh Hồ Tràm vẫn còn miệt mài bên tạo lửa nha. Thì cũng mong anh ấy tạo được lửa nha. Còn nếu mà bạn tạo khó quá thì bạn qua mình. Mình lúc nào sẵn sàng có lửa. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Đây khói lên rồi nha các bạn. Có lửa rồi các bạn ơi. Luôn các bạn ơi. Hồ Tràm vlog tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đây. Thời gian này gần cả tiếng, cũng tiếng không bạn? À, cũng bằng tiếng á. Bạn ấy cũng tạo được lửa rồi nha. Thì thời gian bạn ấy tạo được lửa thì anh em mình chuẩn bị lên cá rồi. Đó, anh em mình với Hải 86 đang bây giờ Hải 86 đang nướng cá nha các bạn. Mình thì cũng đang làm cái dĩ này để mình đặt mấy con dọp lên nướng nha. Mời các vị các bạn coi theo dõi rồi mình anh em mình làm nướng xong anh em mình mời các bạn dùng chung với anh em mình ha. Quá tuyệt vời luôn Hải ơi. Đây, bạn Hải làm được hết rồi đây. Đây các bạn ơi, thì nói chung thời gian mà mình nướng thì con dọp mình nó cũng đã mở miệng hết rồi, cũng sắp chín rồi các bạn. Còn bên đây cá của Hải 86 nha. À. Cô của bạn Hải là nướng cá gần chín cho bạn. Cũng gần đó mọi người. Đó vàng vàng hết trơn nè, thấy không đó, nhìn đã không? Quá tuyệt vời. Nhìn hấp dẫn mọi người. Nhìn hấp dẫn quá. Thì bây giờ hai anh em mình cũng chắc có lẽ là phải dùng trước bạn Hồ Tràm, bây giờ mình qua bên bạn Hồ Tràm nha. Những người miệt mài mà sống bằng sức lao động đây. Đây. Thì anh ấy cũng làm lửa thành công rồi. Lửa khá lớn rồi nha. Bây giờ đang làm cái cây để mình nướng cá à. À. Nói chung các bạn có coi được kênh đó thì các bạn ủng hộ cho Hồ Tràm và anh em mình luôn. Vlog tại Hải 86 Vlog với lại mình luôn nha. Anh em mình nói chung là cố gắng để ra những cái clip hay để gửi đến tất cả quý vị coi nha. Có thiếu sót thì mong mọi người góp ý kiến, đóng góp để cho anh em mình xây dựng càng ngày kênh nó càng mạnh hơn. Qua thời gian mấy anh em mình là làm lửa rồi lại là nướng cá, nướng dọp thì bây giờ nó đã hoàn chỉnh rồi nha. Thì đây là mình sẽ quay đầu tiên là hai bạn Hồ Tràm Vlog và bạn Hải 86 Vlog nha. Thì đây là món này là đầu tiên của bạn Hồ Tràm Vlog là có giá là bao nhiêu bạn? 10.000. 10.000 đây đúng không nha. Cái này là phần này kế tiếp của mình là con dọp là 50.000 nha. Còn phần này là của bạn Hải là 30.000. Thì nói chung ba anh em mình thời gian cũng chế biến cũng xong rồi. Bây giờ mời các bạn dùng chung với anh em mình nha. Rồi Hải xin chào mọi người. Bây giờ thì Hải với cá đã xong mọi người rồi. Bây giờ Hải sẽ mời cùng bên kênh của ẩm thực sinh tồn của 69 sẽ dùng mời mọi người nha. Rồi bây giờ mời bạn Hải review cá xem nha. Review của bên này. À, để đúng, đúng thức của đây mình sẽ đúng rồi. Mọi người ăn cũng rồi mình lấy một con này nha. Đây là con dọp nha, mình sẽ ăn thử coi. Tại vì đây, con dọp này thì hồi giờ mình chưa dùng, mình chưa ăn. Đầu tiên mình ăn thử coi. Đây. 50k đó. Mỗi con 5.000 đó. Cảm giác sao bạn? Hấp nước này á, con nước kìa. Con á, hấp nước thử coi. Nó ngọt, này nó ngọt còn tươi, nó ngọt nha. Với lại là ăn cảm giác nó sực rất là ngon nha. Tại vì mình ở một cái khung cảnh như vậy nè, bồi dương này kia mát mẻ đó, mình ăn mấy con với ngủ đây thì
tuyệt vời luôn mọi người. Rồi bạn dùng cá của bạn nữa ha, cá bạn. Đây là cá của mình nha. Đây là cá sồng. À. Rồi hãy mời mọi người nha. Quá tuyệt vời. Chấm ớt vô nữa mới ngon. Mời mọi người như cá. Rồi đậm ớt vô. Ừ. Trời ơi, tuyệt vời luôn. Nói chung cá này là người ta mới vừa đánh bắt vô luôn phải không bạn? Đúng rồi, cá đánh bắt vô tươi nó ngọt. Đã thiệt á. Quá tuyệt vời. Quá ngon luôn. Rồi. 30 ngàn như đó có mắc không? Trời ơi. Rồi nói chung là thì nãy giờ mình thời gian nướng thì cũng khá lâu các bạn. Thì bây giờ nó chín hết rồi. Thì mình mời các bạn dùng với mình đây là con dọp nha. Okay, dọp gừng. Đó, rất là ngon. Thì ở đây mình anh em mình có nói chung là nướng ăn bốc tay nha các bạn, thông cảm tại vì đây là đi ngoài gừng mà. Đây là muối mình có đem theo hũ muối nha. Rồi mời các bạn ha. Rồi, ngon ngon. Quá đã. Nói chung là con dọp này khá là ngọt. Quá ngọt. Rồi dai, ăn rất là ngon, tuyệt vời. Và đây là hải 86 vlog nè. Đây, hải dọp đang ngon đó mọi người ơi. Đó thì ca. Hồi nãy thấy hải ăn con dọp của bạn rồi đó, bạn ăn lại con cá thấy còn ngon không? À, mình dùng cá. Nói chung cá này là anh em mình mua tại bãi biển Hồ Tràm là ngư dân họ đánh lưới vô là rất tươi, chưa qua đá vậy nghe các bạn. Đây mình mời các bạn dùng với mình đấy ha. Này. Cảm như sao? Ngọt không thể nào tả được. Khá tuyệt vời luôn các bạn. Các bạn có dịp ra Hồ Tràm mà các bạn trực tiếp xuống từ bãi biển á nha. Như bãi biển mua trực tiếp từ người dân á, cá rất là rẻ mà rất là ngon, không qua đá gì hết luôn. Okay. Rồi mời các bạn dùng cùng anh em mình nhé. Đó ông quay cho. Thôi được. Mẹ cái này ngon thiệt chứ hỏi. Quay cho mình cái rồi. Trời ơi, quay giùm mấy kìa. Mẹ nó ngon thiệt phải ơi. Một cái đầu nó béo lắm nha. Đừng có bỏ cái đầu, cái đầu là con nhất á. Quay cho. Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình được dịp xuống giao lưu cùng kênh Hồ Tràm Vlog. Đây là kênh Hồ Tràm Vlog. Chào khán giả bên kênh ẩm thực sinh tồn 69 nha. À, còn bên đây bên đó là bạn Hải 86 Vlog nha các bạn. Hải 86 Vlog xin chào bên kênh ẩm thực sinh tồn bên 69 nha. Thì nói chung là mấy ngày nay thì anh em mình cũng có làm một số clip là quay về cuộc sống sinh tồn với lại là cắm trại dã ngoại nha các bạn. Đây là bờ biển Hồ Tràm thì hôm nay thì cũng chân thành cảm ơn hai bạn nhiều lắm. Thì nếu các bạn có coi được kênh ẩm thực sắp chín sinh tồn sắp chín thì các bạn mình có ghim trong đó là của Hồ Tràm Vlog và bạn Hải 86 Vlog thì các bạn vô cho hai kênh này mỗi kênh một đăng ký và một cái lượt xem một lượt like nha các bạn. Thì nói chung anh em mình cũng cố gắng ra những video hay để gửi đến tất cả các quý vị khán giả. Còn ví dụ như anh em mình có khán giả có ý kiến gì đó thì đóng góp để anh em mình xây dựng nó càng lớn mạnh hơn. Thì một lần nữa mình kết thúc clip đây. Thì clip mình cũng quá dài rồi thì gửi đến tất cả quý vị có một lời chúc sức khỏe nha. Rồi chào tạm biệt mọi người nha. Chào tạm biệt.